tuổi đến thăm ca khúc rất là tình cảm. Và ngay bây giờ một ca sĩ tiếp theo sẽ gửi đến các quý vị ca khúc tiếp theo. Nhưng mà trước khi đến phần ca nhạc thì tôi cũng thay mặt cho ban tổ chức có một lỗi nhỏ cho phần giới thiệu đại biểu. Và ban này chúng tôi chưa quen trong cái công ty Mặt Trời Vàng, chúng tôi có quen mất phần nhân sự rất là quan trọng, đấy là bà tổng giám đốc Nguyễn Thị Yến của công ty. Xin mời chào các bạn đồng nghiệp và xin lỗi giám đốc và tổng giám đốc Nguyễn Thị Yến rất là nhiều về cái sự sai sót của ban tổ chức. Vâng, một lần nữa, và tổng giám đốc Nguyễn Thị Yến xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ ca sĩ Nhã Ý sẽ gửi đến một chúng ta một ca khúc rất dễ thương do chính Nhã Ý sẽ giới thiệu. Xin mời trong tràng vỗ tay cho ca sĩ Nhã Ý. Lời chào thân thương nhất ạ. Vâng, đây cũng là lần đầu tiên Nhĩ đến với tất cả quý đồng hương tại Việt Linh. Nhĩ đi hát cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay là trung nhất, bởi vì ở đây rất có nhiều người, nói chung là nào là đại gia nè, rồi công ty lớn nè, nói chung là Nhĩ rất là run. Và xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để mà cho Nhĩ ủng hộ tinh thần Nhĩ được mà. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Và sau đây bài hát Nhĩ sẽ trình bày sau đây bài hát được mang tên khi mà Nhĩ thấy mọi người mặc áo dài với cái tà áo quê hương thì Nhĩ rất là nhớ người quê hương, và trong chúng ta đây ai cũng vậy đúng không ạ? Và Nhĩ sẽ xin gửi đến được sản phẩm được mang tên Trăm Mến Ngàn Thương. Xin mọi người cùng lắng nghe. Từ mây áo dương
xin hẹn gặp lại trong phần 2.